Va lần đầu xuất hiện tại V-League. Sự xuất hiện của Va là điểm nhấn lịch sử trong giai đoạn cuối mùa giải V-League 2023. Nó đánh dấu bước tiến của bóng đá Việt Nam trên hành trình nỗ lực theo đuổi tiêu chuẩn của bóng đá thế giới. Khả năng đảm bảo sự công bằng và minh bạch của Va được kỳ vọng sẽ nâng tầm chất lượng V-League. Giải đấu năm nào cũng vướng lùm xùm vì những trận đấu có mùi. Nhưng nếu có Va trên sân Thiên Trường vào tối 2 tháng 8 thì vẫn sẽ có phạt đền cho câu lạc bộ Công an Hà Nội và cổ động viên Nam Định chắc vẫn ném trống xuống sân để phản đối đội nhà. Khi cánh tay chạm bóng của Mô Đức Huy trở thành giọt nước tràn ly trong một trận đấu mà niềm tin bị lung lay dữ dội. Nỗi thất vọng của một bộ phận khán giả Nam Định về việc đội nhà thi đấu không hết sức trước câu lạc bộ Công an Hà Nội đã trở thành chủ đề nóng khi đi kèm với những phản ứng dữ dội như đốt áo, trả lại áo, kêu gọi tẩy chay chính đội bóng con cưng. Ban tổ chức V-League cũng vào cuộc nhắc nhở Nam Định về thái độ thi đấu. Cổ động viên Nam Định phản ứng khi nghi ngờ tinh thần thi đấu của đội nhà. Sau những nghi ngờ và đáp lại tình cảm của những người hâm mộ vẫn theo đội bóng tới lạch chay, Nam Định đã thua, chẳng có gì phải bàn cãi, không, hai trước Hải Phòng FC, trọng trận đấu có Va và công nghệ bắt Việt vị lần đầu xuất hiện trên sân cỏ Việt Nam. Trong bối cảnh chưa thể xuất hiện ở mọi trận đấu V-League, Va dường như đã xuất hiện sai, điểm nóng, tại vòng 5 giai đoạn 2. Trên sân hàng đẫy, huấn luyện viên Božidar Bandović và các cổ động viên Hà Nội FC rất mong mỏi Va xuất hiện để không phải đặt dấu hỏi về những tiếng còi của trọng tài người Thái Lan Songkran Banmikia. Ở trận đấu này, Hà Nội FC có 3 tình huống đòi phạt đền bất thành khi Hùng Dũng, Willison Kean và Phạm Tuấn Hải ngã trong vòng